xe vô đi đỡ không nó đuổi á, xe vô đi bạn. Còn thấy đông quá nó đuổi nữa mới công nữa. Cái lời phát ngôn của mình thì mình nên uống lựa 7 lần trước khi nói để cho đừng ảnh hưởng đến người khác. Tại vì những cái lời nói của mình mà nó đụng chạm đến người khác thì khó mà rút lại lắm. Đó, mọi người thấy không? Cộng đồng mạng cũng như là người hâm mộ tập trung để đợi chờ Duy Nguyễn nói những cái lời, xem Duy Nguyễn nói như thế nào, mọi người rất là đông người luôn. Hiện là công an phường đã xuống để giải phóng mấy mặt bằng đường rồi nha. Tại vì rất là đông người, mình tính là mấy ngàn người luôn á. Có thể mấy ngàn người đang tập trung ở đây, mà các bạn nhìn được phía trước nữa kìa, rất là đông luôn. Cái điều này cho mình thấy là những cái phát ngôn của mình trên mạng rất là ảnh hưởng đến bản thân mình luôn. Mọi người xem để rút kinh nghiệm. Dù mình có không là gì, hoặc là gì, hay là tâm ảnh hưởng mình như thế nào, thì nên phát ngôn những cái lời nói của mình trên suy nghĩ đừng ảnh hưởng đến người khác. Đây là cái hậu quả của Duy Nguyễn mà động chạm đến những người quá cố, cũng như là những phát ngôn của mình quá là thập thỉnh, quá sai. Mình đã
đứng ở đây rồi, mình có thì mình nhận. Còn bạn nói bạn nào đàn ông, bạn có trách nhiệm với con nói của bạn không? Chấp nhận. Bạn có trách nhiệm không? Có. Bạn nói bạn rất thần tượng anh Tài, bạn coi anh Tài từ nhỏ đúng không? Đúng. Mình có thể đưa cho bọn con một clip được không? Được, mình cũng hiểu bạn nói rồi. Bây giờ đang cắt lời đi, chị cắt lời. Trong cái lúc mà lại chim, trong lúc mình lại chim, mình sẽ dùng cái lý lẽ để mình đàn áp ở dưới phạm vi mình. Em sẽ dùng lý lẽ đàn áp lại, nhưng hai cái đó nó hoàn toàn mâu thuẫn với nhau. Em sao để cho giữa một cái em đang nói là em đang rất thần tượng Chí Tài Hoài Linh đúng không? Còn một cái kia em nói tao chưa bao giờ tao coi Chí Tài Hoài Linh, tao coi Dân Sơn Bảo Liêm, đúng chưa? Nhưng cái thái độ nó lại là một cái đó của em, mà đến bây giờ cái sự phản bác của em nó không có hay rồi. Chuyện gì anh? Em nói chuyện bình thường à, tụi em chưa động tay đâu, có động tay đâu chứ gì đâu. Bây giờ em càng nói em càng sai. Em muốn nói là những gì tôi nói tôi đã sai. Thực sự tôi muốn xin lỗi khán giả và xin lỗi Chí Tài. Đâu mày nói này rồi, xin lỗi. Lúc nào em làm cái clip đó? Lúc nào làm clip đó? Hôm qua anh nói chuyện với em mà đúng không? Dạ. Ok, anh là nói chuyện rất bình thường với em. Rồi ok, vậy đi ha. Một chút xíu em lên làm luôn. Cái nội dung clip với bạn làm như thế nào? Rồi. Thì nội dung clip đó mình sẽ xin lỗi trước tiên là xin lỗi anh Chí Tài và chị Heo, chị bé Heo. Dạ đúng. Và đặc biệt xin lỗi khán giả của anh Chí Tài. Dạ. Em đã tạo cái sự hiểu lầm cho khán giả đối với vợ anh Chí Tài. Rồi, vậy em phải xin lỗi anh Chí Tài. Xin lỗi khán giả. Cái đó rất rất nặng luôn. Đối với khi em nói chuyện vậy chẳng khác nào em giống như em đang nói. Em gieo vô cái đầu khán giả. Em gieo vô đầu khán giả, nghĩa là vợ chồng anh Chí Tài đang có một cái gì đó đang rất lớn. Nhưng mà trong khi người ta đang rất hạnh phúc với nhau. Rồi cái đó em sai. Rồi đi nè. Qua bây giờ này. Anh không cần em giải thích, em chỉ cần anh xin lỗi. Còn cái chuyện đó là chuyện xong. Rồi vậy đi ha. Tốt nhất là anh đừng có nói cái câu tại dễ bị gì hết. Đừng tại bị la nữa. Rồi vậy đi, thương với anh chơi bắt tay rồi đợi nó gì nó làm xin lỗi. Rồi đại diện đi con. Mày đại diện sao thì mày làm hứa đúng vậy đi. Có chị Phượng với anh nói nha. Rồi. Cái này là anh tặng với em. Yeah. Lớp 1 là học đạo đức em. Yeah. Hey. Nhớ một chút, nhớ học cái câu giáo dục công dân. Ở trong đây nó có rõ luôn nè. Đánh dấu ít vào ô chấm tương ứng như biểu hiện thể hiện sự lịch sự, sự tế nhị. Cái này em thiếu á, nên cố gắng học. Vậy đi. Cái này không phải là đụng đến nghệ sĩ nào luôn, là làm cái thấy clip của bạn đụng tới những anh em khác ngoài xã hội khác của bạn cũng rất là dở, nên cư xử là cách đi xử. Mình là một người đâu nè, tôi muốn cảm ơn các bạn nè, mình là một người, mình xin lỗi bạn lên con em cho mọi người xem mặt em đi chứ em tao là Tân Phan, tao là Tân Phan, mày hỏi tao là Tân Phan là nào là tao nè. Ngay qua tức là em ơi, em anh với nhau quăng mèo nè nè. Em cũng hỏi thăm em anh lắm, em ruột anh á, là quản lý Chí Tài á, biết rồi đúng không nha. Em là hoàng trường quản lý Chí Tài, nói chung là anh em mình biết nhau thôi. Ok, cố gắng mình đừng có phát ngôn bậy bạ nữa, nó kỳ lắm. Phát ngôn không hay đâu, phải đăng bài có đăng bài lên rồi. Cái quản lý của mấy bạn cũng có mấy người cho địa chỉ rồi, qua đây cũng thách thức á, tôi cũng sẽ không có bạn tôi về. Có tôi biết đó là lần nào rồi, từ tao biết đó là lần nào rồi. Chứ thằng này đồ má, hôm nay có mấy anh này bảo vệ, nhưng mà mấy thằng lính nói là đồ má, tao biết rồi. Để mới đi. Tao biết nào rồi. Em xin kính chào chị bé Heo, chào quý anh em nghệ sĩ, chào các anh chị em fan hâm mộ của anh Chí Tài. Trong video livestream vừa qua,
thì Duy có cái phát biểu nó không đúng sai về chị bé heo và bình luận không hợp lý về cái việc mà đám tang của anh Chí Tài. Thì Duy nhận sai, Duy xin một lần nữa Duy xin lỗi thành khẩn nhất đến chị bé heo và vong linh của anh Chí Tài, cũng như là quý anh chị em nghệ sĩ, cũng như là fan hâm mộ của anh Chí Tài trong và ngoài nước. Duy thành thật xin lỗi.